khu vực bên dưới này hôm nay bán rất nhiều chim nhé các bạn nhé. Bên này có một hàng chim vẹt chè lửa vẹt to, bên dưới hôm nay là ngày rằm rồi, rất nhiều chuối khu vực bên dưới kìa. Anh em mang chim chơi rất là nhiều đấy các bạn nhé. Quả mi khiếu trào màu đấy, bây giờ mình sẽ đi từng khu vực một để cho anh em xem chợ chim ngày hôm nay đấy. Và trước tiên là bây giờ sang bên này xem chim anh ở bên này tí đã. Con vẹt này là vẹt, ngô vẹt này, con vẹt này nuôi dế thôi mà, ngô ăn thóc, ngô ăn thóc dế nuôi thôi. Sáo này, chuối nó ngon không? Chuối nó ngon. Bọn này nó chỉ ăn hạt kê, hạt kiếc, ngô thóc, kê kê. À, Yên Phú ăn kê nhỉ? Loài này nó ăn thóc ăn ngô. Vẹt sáo 350 một con sáo. Yên Phụng này mới ăn hạt kê anh Lực nhà anh ấy. Hạt kê với cả ngô tươi với cả là rau muống. Quyền. Con này ăn rau muống anh. Con này không ăn. Con này thì ngô với thóc thôi, ngô với thóc thôi. Đấy, đây bán rất nhiều lồng chim. Đủ các loại lồng chim cho anh em chọn nhé. Đấy, cục càng xuống bên dưới kia thì anh em mang rất là nhiều trào màu, bạo mi. Ở đây có một số dòng chim nhỏ này. Đấy, cho anh em xem chút. Đây là những con chim khuyên nhé các bạn nhé. Khuyên đây có giá khoảng 20-30 một con một khuyên. Đấy, anh em chọn thoải mái. Đấy, con này con phướn à? Con này phải ăn phướn không? Chim phướn à? Ui dồi, tên con này con này máu chảy hết mấy nhỉ? Bấy được con này à? Nhìn như con chim phướn ấy nhỉ? Con chim này cũng kêu đàn đúng không? Chắc nó chỉ ăn đấy thôi nhỉ? Cứ là chim hút mật. Đây em xem hai con bì bìp anh nào. Ý ô, con bì bìp này gì? Con bì bìp này giống to lắm rồi nhỉ? Con này vẫn là non thôi mà nhỉ? Con bì bìp này giống này giống săn mồi đấy. Hai con à? Bắt từ nhỏ á? Thế sao lúc nhỏ không mang ra bán? Đây là chim gì à? Lúc nhỏ mang bán em mua rồi, bây giờ hơi to rồi. Con này ngày xưa đi bán. Bây giờ to để bán bao nhiêu tiền? To để bán bao nhiêu tiền? 200 đĩa. Lúc nhỏ không ăn bán, nhỏ bán em mua. Nhỏ bán mua mình nuôi từ nhỏ mới thích. Này to quá rồi. Con này ác lắm đấy. Săn ăn này ăn rắn đấy. Giống này giống ăn rắn đấy. Hôm nay là sắp đến ngày rằm này. Chuối rất nhiều. Rất là nhiều chuối. Khuyên họ mi chuối rất nhiều luôn. Ngày rằm ấy chuối nhiều lắm, bán các loại thức ăn cho chim. Đây các bạn nhá, đi vào bên trong rồi đi. Trong này là bán một số những con chim chào màu họa mi này. Ôi, đổ xe đổ xe. Đây, bên này là bán lồng chim và các loại phụ kiện cho chim. Ngó mấy em chào màu. Chào màu họa mi. Chào màu đây. Mùa này mùa chào màu, nhưng mà chào màu bây giờ ít lắm. Đấy, chào màu bây giờ khá là đắt. Ít mà khá đắt. Chào màu. Mùa này ít chim lắm. Một số màu má trắng khiếu và mi. Và mi đã
Đấy, ở kia có một số chim trà màu treo ở trên da. Lồng bẫy, một số lồng. Con gì? Trà màu. Con nhỏ bên lưới rồi. Hôm nay không mang con nào ra ạ? Hết rồi. Chợ chim càng ngày càng ấy nhỉ. Mua bán trà màu của anh em nhé. Bên kia thì có họa mi và khiếu. Đấy, một số họa mi và khiếu. Nói chung là địa điểm thì mỗi một địa điểm bán một loại chim lắc đắc, nó không tập trung một chỗ. Việt Nam đâu? Khiếu và họa mi. Việt Nam qua luôn. Được sống. Đường nó khó là... Ý hiểu con khiếu là đẹp phết đấy. Con này là lông mượt nhờ. Hả? Tròn tốt lông mượt đâu nhờ. Đẹp. Có hai con má đẹp nữa nhờ. Bao nhiêu? 2 triệu à? Nói chung là bây giờ khiếu họa mi vừa đắt, dạo này đắt, nó đợt trước Trung Quốc không sang được, nó đắt lắm. Con này nó 2 triệu phải không? Con của anh à? Anh định mua gì? Ờ, để ý xem nó có ngoái ngửa, móng nước nó ngon không? Móng cụt không? Xem tố chất dáng riếc nó như nào. Con này được cái là to đẹp rồi, lông mượt rồi. Hả? Lồng nuôi hỏng chim á? Chạm đuôi phải không? To hơn đi nữa nhỉ? To nhỉ? Họa mi. Họa mi khiếu giờ tầm họa mi giờ phải hơn triệu một con rồi, bình thường rồi. Họa mi khiếu. Đây bên này có một con khiếu. 2 triệu một con khiếu này các bạn nhé. Ấy ngừa bị ngừa. Chào màu. Quick view rồi. Dòng máy à? Đủ các loại lồng để anh em chọn. Bốt chưa? Mất bóng hay sao kìa? Sao phải đủ vẫn đủ. Ra chợ chim nhìn chim đấy nó muốn về. À, thích chim đấy cả. Làm con nào về? Mua một con về chơi. Thích chào mày thiếu họ Mỹ. Mua một con rồi. Mua chưa? Đấy, bên này bán đủ các loại cám. Chợ chim ngày càng đông các bạn nhé. Vừa đưa anh em đi tham quan một vòng chợ chim rồi. Đấy, anh em nào thích thì đến chợ chim Lạng Sơn.
mua chim, ngắm chim, chơi chim. Bây giờ mình dừng tại đây nhá. Cảm ơn các bạn theo dõi video.